Châu thương ngắn là thương từ cái ngày ấy, từ cái ngày mà anh còn mang cái tên tri với lứa tuổi qua niên. Làm thơ mà tôi lại không sợ anh buồn, cháu chạy về nhà che ông lấy tiền ra số bạc 200 đồng cho dành dùm từ lâu để cho anh khỏi buồn. Cháu mua giấy bút tặng anh, cháu ơi đó là nghĩa là như không, tôi không yêu hàng mặc tử, tôi chỉ yêu anh Trí mà thôi. Cô cũng yêu hàng mặc tử nữa à? Không được sao cô? Được chứ. Nhưng tôi chỉ yêu trong âm thầm lặng lẽ, không nói được thành lời như hai dì cháu nhà cô. Nhưng tôi đã sống bên anh như hình với bóng, vô tình chưa sâu nhưng nghĩa nặng tựa non ngàn. Trọn cả đời tôi là những chuỗi ngày buồn, mảnh đất quê hương đất dây tròn thân phận, mắt không quá tầm vượt lưỡi tre xanh. Với tuổi dài khờ 14, 15 đã biết thương anh với mối tình trong trăng. Hồi em mới tập làm thơ chưa nổi tiếng, sao chẳng thấy ai tìm anh trăm năm. Quý được trưng bày trong cửa tiệm thì không thể nào cấm người quá kẻ lại dừng chân. Tôi đó thì tôi không cần phải nói gì thêm nữa, vì câu nói của cháu tôi là một câu nói thông minh. Ngày nay ai có xem được viên ngọc quý mà nhờ có bàn tay của người thay dồi mà. Không có tiền mua giấy bút, chính tôi là người phải chạy phải lo. Bài tay tôi còn giữ nè hai cô, năm bảy năm rồi đã nhạt nhòa nét chờ. Nhưng sau nắng trong tôi tình xưa nghĩa cổ, nếu tôi đưa cho anh coi chắc anh cũng không ngờ. Rồi sao cô không đưa cho ảnh coi mà cô đem khoe với chúng tôi chi vậy? À, chắc để xin xỏ lọc thiệt hại, có phải như vậy không cô? Nếu xin nó thì tôi xin cái cô này nè. Còn cô, hình như là cô cũng không có chỗ đứng ở trong trái tim của anh Hàng Mặc Tử. Bây giờ cô định nói gì với tôi đây? Bài thơ ấy đâu phải là tờ giá thu.
phải là phiến tòi cô mang ra bằng cơn. Vì đâu có ai giật chồng đoạt vợ của ai đâu, hãy nói đúng ra đang có một sự tranh chấp tình yêu, mà đã gọi tình yêu thì chứ có gì